Hello, welcome to my channel. Hôm nay chúng ta sẽ chơi 12 game và bây giờ sẽ là trò Mario Run. Tiếp theo thì sẽ là trò Save the Girl. Chúng ta sẽ chơi trò sao giới mùa. Rồi, tiếp theo thì sẽ là trò Draw Climber. Mở hộp quà nha. Rồi, chúng ta sẽ chơi thôi. Ô, đây là màn thưởng mọi người ạ. Ôi, mang cái gì nhanh vậy? Cái chân gì mà khỏe thế? Cố lên ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chơi trò Snail Bottle.
Có vậy là qua màn thôi à? Quá là dã man. Rồi tiếp theo sẽ là trường tâm trường. Chơi trò Hotel T-Run. Rồi chúng ta sẽ chơi màn này. Sẽ là trò ăn với bơ chù. Thank you.
thì chúng ta sẽ chơi trò tôm côn rằn. Thì chúng ta sẽ chơi trò Crowd City. Wow, chúng ta đi thôi nào. Đúng theo luôn. Wow, có mật độ ở đây. Một đội đang chạy trốn đây rồi. Yeah. Rồi, xin chào mọi người. Goodbye.